Costco á. Hôm nay mình tính đi để mua thêm một số đồ nữa. Lấy khẩu trang là cũng được. Tại vì sợ dịch nên lâu rồi không có đi. Bây giờ phải cần mua một số thứ nên mình phải đi. Và trước khi đi thì mình phải đeo khẩu trang. Phải dùng đồ bảo hộ nè. Trang, tại nghe nói bây giờ phải xếp line dài lắm. Trước tiên là mình phải có khẩu trang ha. Cho khẩu trang vô. Sau đó là mang găng tay nữa. Tại vì mình đụng chạm vào cái xe đẩy đó, được chờ là những thứ khác ở trong chợ thì có khả năng cũng sẽ bị vi khuẩn. Mình mang cả găng tay. Rồi, còn là mình mang một miếng giấy này, tissue. Cái giấy này để lau miệng đó. Và một chai nước này nữa. Một chai nước hand sanitizer. Để lát nữa mình có đi á, mình xịt cái nước này lên tờ giấy này xong mình chùi lên cái tay cầm đẩy xe của xe chợ. Để mình đảm bảo là mình đã lau sạch một phần nào đó vi khuẩn của những cái người đi chợ trước. Người ta vịn vào cái tay cầm. Ok, vậy bây giờ mình đi ha. Rồi, bây giờ mình lên xe thôi. Hi baby. Hello Lina. Bây giờ mình đi mở cái cổng. Đúng rồi, ship line vô kìa. Ồ, mà thấy mỗi người cách 6 feet đó. Đúng rồi. Nhưng mà nghe nói nó cũng nhanh lắm. Này, phải ship line nè. Hả, là em vô ship line đi hả? Em vô ship line. Cứ cái cạc cho em. Đậu phát kiếm nó cũng được, chứ có chỗ thôi. Thôi, nhưng mà đưa cái cạc em, anh đâu có đổ xăng với nó được. Không mà. Thôi, vậy đi, đi đậu luôn cho rồi. Bác đổ xăng xăng hả? Ờ, đổ xăng sao thôi. Đó là Costco ha. Bây giờ phải xếp line. Nắng không? Nắng con không? Em phải đi kiếm chỗ đậu xe mát cho con. Tại vì mình chỉ vô một mình thôi. Ông xã và các con ở ngoài xe đợi. Tại mình không muốn á, đem mấy đứa nhỏ ra đứng đợi ngoài. Đây rồi, giờ mình muốn á, mình phải lên cái xe như thế này ha. Lên nó như vậy đó. Lên á, đã ra sạch. Ok, bỏ này xuống dưới này. Bây giờ mình đi ha. Mình phải đi xếp line nè. Cái này là bình thường là parking. Bây giờ nó không cho đậu parking nữa, nó để cho mình xếp line đó. Bây giờ vô line là phải cách nhau 6 feet. Line là phải cách nhau, mỗi người cách nhau
theo 2 feet ha. Tới trên mút kia mình quay xuống thì mình lại vòng lên như thế nào, từ từ mới vô tới trong cửa được. Rồi thấy ai hôm nay cũng mang khẩu trang, có người cũng mang găng tay nữa đó, mọi người rất là đề phòng và đứng ai cũng đứng cách xa, cách đều nhau như vậy để đảm bảo an toàn. Bây giờ mình sắp qua khỏi cái line của mình, sắp 7 giờ rồi. Bình thường thì mình đi Costco cũng không còn mình xếp line đâu. Nhưng mà trong vòng gần cả một tháng mấy nay rồi, đi phải đều phải xếp line, mà mình lâu rồi mình không có đi. Mà cái này là mình đi sớm đó nha. Nó mới mở cửa rồi đó, mà có biết bao nhiêu người đã xếp hàng rồi. Nó mở cửa vào lúc 10 giờ, như nãy giờ xếp chắc cũng được nửa tiếng rồi. Bây giờ gần 10 giờ rưỡi rồi đó. Mình sắp tới cổng rồi, cổng ra vào của Costco đó. Cầm biết bao nhiêu người đang xếp line không, mình qua được mấy vòng rồi cũng không có lâu lắm, tại vì mỗi người cách nhau 2 feet thì cũng nhanh thôi đó. Đây là tình hình chung của tất cả các chợ, đặc biệt là cái chợ bán sỉ như Costco hay là Sam Club ở Mỹ, để muốn cho các bạn coi. Còn nước, sữa, nhưng mà cái hết là hết giấy, mình tính đi mua giấy nè đó. Những cái này là hết á, hết giấy vệ sinh, hết giấy lông miệng, hết nước rửa tay. Trứng thì còn, water thì còn, bánh mì thì còn, nhưng mà những cái mình muốn mua lại hết rồi. Chán thì ghê chứ. Khi bây giờ mình sang phía bên này cổng vào rồi. Những cái kệ gỗ này về hồi trước chỗ này á là để bàn ghế để ngồi ăn, tại Costco có một quầy bán đồ ăn. Bây giờ thì không có bán đồ ăn vào trong tình hình này nữa, mà nó để những kệ gỗ này để cho mọi người không có tụ tập ở đây. Bây giờ mình đã vào tới bên trong rồi ha. Mình phải đi tìm một số cái mà mình cần mua mà nó vẫn còn, còn những cái mà mình muốn mua mà nó hết rồi thì thôi, đành thôi. Tính hôm nay mình muốn đi mua là mua giấy lông miệng, giấy toilet, sữa và trứng. Mình đi coi có còn không nha. Trong này cũng nhiều người lắm á. Rồi đây, đây là những cái mình mua được hôm nay. Mình mua đây.
cây, chú mua trái cây, chú bánh cho mấy đứa nhỏ, kem, dầu ăn, nước rửa chén, bánh kẹo lặt vặt rồi, bánh mì. Cà phê nữa nè, lâu rồi uống cà phê sữa. Ra mình mua xong rồi, giờ mình đi về. Tưởng dịch không ai đi, ai ngờ cũng rất là đông, đông nhiều lắm, giờ còn rất là nhiều người xếp line. Hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình. Bye bye.